tùng dinh dinh và cánh tùng dinh dinh, hơi ánh sao vui chiếu xa sang ngời. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, ánh sao bạc hồ tỏa sáng lơi lơi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog các cháu ơi. Đấy, vừa rồi bà không làm được clip là bà đi thiện nguyện cho các bác gặp nhiều lũ lụt ở quê hương nhà bà nhá, do cơn bão số 3 nó ập đến các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay lại sắp đến Tết Trung Thu rồi, thì hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm một chiếc bánh Trung Thu khoai lang tím nhân đậu xanh siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu này. Bà chuẩn bị rất chi là nhiều khoai lang tím đấy. Wow, các cháu ơi, chỗ này là 50 cân đấy các cháu ạ. Rồi đây là đỗ xanh đây này. Đấy, khoai lang tím nhân đậu xanh, không thiếu đậu xanh được. Mà các cháu ạ, ôi rồi, cái khuôn của bà đấy các cháu nhìn thấy chưa, siêu to khổng lồ đây các cháu nhìn thấy, hoa văn đẹp chưa, sắc nét chưa. Đấy các cháu ạ, hôm nay bà rất là hồi hộp khi mà sơ chế xong thành nguyên liệu của cái chiếc bánh Trung Thu mà tạo vào cái khuôn này, thì không biết là nó có ra hoa đẹp không hay là hoa xấu các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bà mong các cháu đón xem video này nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn này. Bà sẽ đi gọt khoai và làm sạch khoai cho vào hấp chín lên nhá. Và làm bung đỗ nữa các cháu nhá. Thì các cháu mà xem video này thấy hay, like, chia sẻ thì nhiều giúp bà nhá. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món bánh Trung Thu với bà nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn nào. Thôi đi. À, các cháu ơi, đấy, trước khi mà làm nhân của cái chiếc bánh Trung Thu thì đầu tiên là bà phải đi bung đỗ cho nó dừ đã các cháu nhá. Sau bà cho vào xay nhuyễn ra, bà cho vào xên. Bây giờ bà bỏ vào để linh lại. Đấy. Đấy, bây giờ bà san ra đều ra, sau bà bỏ mấy hạt muối vào các cháu ạ, để khi ăn cái vị nhân của chiếc bánh Trung Thu nó đậm đà các cháu nhá. Thì bây giờ bà đậy vung vào, bắt đầu bà bật bếp lên là nấu thôi các cháu nhá. Đấy. Đấy, các cháu ạ, cháy rồi các cháu ạ. Bà bung bao giờ nó dừ đỗ nhá, xong bà mang ra để nguội, bà xay nhuyễn nó lên, xong bà bỏ vào sên các cháu ạ. Cái khâu mà làm nhân của chiếc bánh Trung Thu này cũng khá là cầu kỳ đấy. Không biết là hôm nay bà làm có được không hay nó lại thất bại. Ờ à, các cháu ơi, đấy đỗ nó sủi cũng lâu lâu rồi, bây giờ bà bỏ đường vào nhá. Bỏ đường để ăn nhân cho nó đậm đà. Ui. Dừ rồi đấy các cháu nhìn này. Ui. Các cháu thấy chưa? Ngon chưa? Đấy bây giờ bà bỏ đường vào này. Đấy, bà bỏ đường vào để ăn cho nó ngọt các cháu nhá. Cháu ơi, bây giờ bà đảo đều lên nào. Wow. Bà đun sủi một tí là được thôi các cháu ạ. Để các cháu nhìn này, đỗ nó nhuyễn rồi đấy. Đỗ nhuyễn rồi đấy, nát rồi đấy. Được rồi đấy. Đấy, các cháu ơi, bây giờ bà linh tiếp nhá. Linh tiếp một tí thôi là được đấy các cháu ạ. Đấy, nhuyễn rồi. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ là được rồi các cháu ạ. Đấy, nó cạn hết rồi các cháu này. Yeah, thơm thế. Các cháu nhìn thấy đỗ nhuyễn rồi lại đấy. Thì bây giờ bà nhắc ra khỏi bếp để nguội nhá. Sau bà cho vào xay nhuyễn lên, sau bà bỏ vào sên các cháu nhá. À, các cháu ơi, bây giờ bà bắt đầu xay nhuyễn lên nhá. Xay nhuyễn lên sau bắt đầu mang đi sên các cháu ạ. Các cháu ạ, nhuyễn rồi. Các cháu nhìn này. Yeah. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Rồi, các cháu ơi, bà lại xay tiếp nhá. Rồi. Bây giờ bà lại bật máy tiếp. Các cháu thấy chưa? Chú máy công nghiệp đẳng cấp chưa? Ê, nhiễn lắm các cháu ạ. Đấy, bây giờ bà sẽ mang đi sên nhá. Rồi, các cháu ơi, bây giờ bà mang đi sên đây các cháu nhìn này. Ê, đấy, các cháu ạ. Hôm nay cái nhân bánh Trung Thu khổng lồ này bà phải dùng chảo chống dính, phải sên nhiều mẻ mới hết được. Chứ mà không có chảo chống dính là không sên nổi đâu các cháu nhá. Đấy,
Thơm lắm các cháu ạ, ngon đấy, đi. Các cháu ơi, đây, đấy, đỗ bà đã xay rồi thì bây giờ bà bỏ lên chảo bà xên nhá. Xên cho để cho nó khô lại xong mới làm được cái nhân các cháu ạ. Mà hôm nay bà làm khổng lồ nên là bà xên mà cái này phải xên nhiều mẻ mới hết được. Rồi. Đây, phải dùng cái chảo chống dính này. Đấy. Rồi, bây giờ bà đảo nha các cháu nha. Tức là xên này để cho nó khô hết cái hơi đi. Đấy. Hơi nước nó bốc hết lên đi, sao nó khô lại. Đấy. Bà phải làm ít một thôi các cháu ạ. Xên nhiều mẻ sao mới thành các cháu nhá. Các cháu ơi, đấy, nhân đậu xanh matcha thì bây giờ bà có cho đây là, đây là các cháu nhìn này, đây là bột matcha bà đã hòa đều với bột mì nhá. Đấy. Rồi. Bây giờ bà đảo đều lên này. Wow. Đấy. Cho lửa liu riu rồi các cháu ạ. Đấy, lúc giờ bà lại còn bỏ dầu dừa vào nữa. Ui, thơm ngon lắm các cháu ạ. Rồi, bà bỏ vào đây các cháu nhìn này. Đấy. Đấy. Bà nó lên màu xanh này rồi này. Đấy, mà bà bỏ thêm dầu dừa vào để khi ăn bánh nhân bánh nó thơm các cháu nhá. Đấy. Các cháu nhìn này, thành công rồi. Nhưng mà hơi lâu các cháu ạ. Sao mà khổng lồ mà sao này thì hơi lâu các cháu nhá. Bây giờ bà lấy ra khỏi bếp này. Wow, đấy. Bà lại xên tiếp các cháu nhá. Bà phải oánh chảo to này nó mới nhanh, không có lâu lắm. Chảo này thì nó hơi bị dính chảo mất một ít các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà cho ít dầu dừa vào nhá. Cháu nhìn này. Đấy. Thôi. Thơm lắm các cháu ạ. Đây nó đang xúi này các cháu nhìn này. Thơm thế. Hôm nay bà làm cái chiếc bánh trung thu phải 100 cân đấy các cháu ạ. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món bánh trung thu nhân matcha nhá, đậu xanh matcha nhá. Ôi giời ơi, chị Tân ơi, mẹ con này chị làm gì mà to thế? Chị làm gì đây chị? Em chào mấy chị nhá. Đây. Hôm nay là em làm chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh matcha siêu đô khổng lồ. Đây cho nhà em dự để thưởng thức với nhá. Các chị quê ở đâu đấy? Em quê Trương Mỹ, Hà Tây. Quê. Em Hà Lộc, ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bảo Lộc, Lâm Đồng, à đúng rồi. Nơi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng à? Thế chị em tôi ở tận Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thế à? Tôi ghé thăm nghe tin là bác Tân Lê Lốc này là nổi tiếng từ xưa rồi. Đấy. Hôm nay mới về gặp mặt trực tiếp. Đấy các cháu ạ. Rất là mừng. Ừ, thế hôm nay em vui quá lại có các chị ở tận Lâm Đồng về đây chơi. Thế hôm nay ở đây thưởng thức món bánh trung thu nhân đậu xanh matcha với em nhá. Cả cháu nhỏ lên nhá. Rồi, gần trung thu rồi. Rồi để em đảo đây. Mà được bác làm thế này mà thưởng thức thì ngon quá. Đúng rồi. Các cháu ạ, các cháu này. Được ở đây mẻ cuối cùng ấy nhá. Thì bây giờ em lấy ra. Thì bây giờ bà mang ra khỏi bếp lại. Wow! 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 Thì các cháu ơi, xong nhân rồi thì bây giờ bà đi làm vỏ bánh nhá. Bà làm khẩn trương để bà mời mấy chị, em là mấy chị nhá. Các cháu ơi, bây giờ bà đi làm vỏ bánh của chiếc bánh trung thu nhá. Thì trước khi mà làm vỏ bánh thì bà phải gọt khoai các cháu ạ. Gọt khoai và bỏ vào nước nhá. Thì đây, đây là nước bà bỏ muối vào nhá. Để khi gọt khoai xong vớt ra để nó tẩy cái nhựa hay là để cho nó trắng khoai các cháu ạ. Đấy. Rồi, hai bà cháu gọt đi. Vâng ạ. Đấy, có nhờ cháu Hương. Cháu Hương chào các bạn đây. Chào các bạn nha. Hôm nay mình hỗ trợ bà Tân lại làm bánh trung thu này. Cháu gọt nhá. Vâng đấy. Ạ. Các cháu này, thím bầm luôn. Đấy. Bà bánh trung thu hôm nay là vỏ khoai. Vỏ khoai môn nhân đậu xanh. Vâng. Đấy. Hay là còn gọi là khoai lang tím và khoai môn được. Các cháu nhìn này. Wow, tím bầm chưa? Đấy. Bây giờ bà lạo nhá. Đấy. Khi lạo vỏ đi sau vớt vào nước muối để nó sạch cái mủ hay là cái nhựa cũng được.
Đấy, gọi là cái mú, các bác ở miền Nam gọi là cái mú. Nhưng mà quê Bắc của bà là gọi là cái nhựa. Cháu này. Wow. Thế là bà phải cho thêm nước vào rồi, không được ngập nước. Cháu ạ, đấy, ăn khoai lang này rất tốt cho cháu ạ. Tốt cho tiêu hóa nhá, các cháu nhá. Các cháu ạ, tôi nhiều rồi, bây giờ bà sẽ mang đi rửa sạch để bà thái ra cho vào đồ vào hấp nhá. Đấy, các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bốt ra. Ôi. Rồi. Bốt ra thái ra cho vào đồ vào hấp chín được cái lên tơi lên các cháu nhá. Đấy, các cháu ạ, bà thái lát ra bà cho vào hấp chín nó lên. Và bỏ ở đây nhá. Đấy. Nếu thái được đều miếng thì nó chín đều các cháu ạ. Đấy. Thế là hết rồi các cháu ạ. Các cháu ơi, bà đã thái hết đây rồi các cháu này. Thì bây giờ bà bỏ vào nồi để hấp nhá, hấp chín nó lên. Hai cháu ơi, đổ đây cho bà. Thì các cháu ơi, bây giờ bà bỏ vào nồi để hấp nhá. Ui. Đấy. Nước sôi rồi đấy. Hai cháu đổ vào là. Cháu ạ. Wow, yeah. Các cháu ơi, một xoong đầy luôn đấy. Các cháu nhiều chưa? Bà san phẳng nó ra, xong bà đậy vung vào. Đấy. Rồi, bây giờ bà đậy vung vào các cháu nha. Hấp bao giờ nó bỏ tơi thì thôi. Ồ, các cháu ơi, đậy khoai bây giờ nó chín rồi các cháu ạ. Xem nào. Wow. Ôi, bây giờ bà lấy ra nhá. Wow. Yeah, các cháu này. Bỏ tung này. Nhuyễn lắm đây các cháu nhìn này, ui. Nhuyễn rồi, dư rồi. Thì bây giờ bà bỏ ra đây nhá. Sau bà làm nhuyễn lên, sau bỏ vào chảo đảo mấy đường, cái là bỏ ra là tạo hình cái bánh trung thu thôi. Cháu nhìn này. Ui. Thơm thế. Đấy. Nóng lắm các cháu ạ. Các cháu ạ, được hai mâm đầy luôn này, cái phần vỏ bánh này các cháu này. Thì các cháu ơi, bây giờ bà làm nhuyễn lên nhá. Bà làm nhuyễn lên xong rồi bà bỏ vào khuôn thôi. Thì đấy, còn phần nhân bà làm xong rồi. Thôi bà đi đây. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ làm lát nó ra, nhuyễn nó ra để sau bà cho vào chảo bà đảo đều lên cho bà tạo thành cái vỏ bánh các cháu nhá. Thì trước tiên đấy là bà có bỏ đường vào để ăn cho nó ngọt này. Đấy. Nó là giã đây, khoai lang nó cũng dễ tan các cháu ạ. Chắc là cái phần vỏ bánh, chắc là cái bánh trung thu khoai mon, khoai lang tím ấy, nhân đậu xanh matcha này bà làm chắc là không được nhuyễn như các bác làm siêu nhỏ đâu. Đấy, úi dồi. Các cháu ơi, đấy, bà giã cho nó nhuyễn ra. Các cháu ạ. Khi có đường lại có khoai, khoai vị khoai nó bốc mùi lên thơm lắm các cháu ạ. Ngon đấy. Các cháu ơi, bánh trung thu của bà hôm nay chắc là nó không được ngọt lắm đâu. Nó ngọt vừa phải thôi. Đấy. Để có cháu nào mà thưởng thức là giảm cân đấy. Đấy. Bà làm xong bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức với bà nhá. Các cháu ơi, nó nhuyễn này đấy các cháu ạ. Đấy. Cái khoai này nó cũng mềm các cháu ạ, nó không có xương đâu. Đấy. Nó cứ nhuyễn là được, cái là tạo thành cái bánh trung thu, cái là chén rồi các cháu nhá. Đấy. Bà vụng lắm. Các bác làm nhỏ thì dễ làm nhưng mà bà làm to là hơi xương. Hai cháu mang đây cho bà nhá. Vâng. Các cháu ơi, bây giờ bà lắp ráp thành cái bánh trung thu nhá. Wow. Các cháu này. Wow. Đấy, các cháu ơi. Đây là, bây giờ bà sẽ tạo thành cái bánh trung thu nhá. Đây là cái vỏ áo là khoai lang tím này các cháu này. Bây giờ bà làm tán nó ra. Wow. Đấy. Yeah. Các cháu nhìn này. Khổng lồ đấy các cháu ạ. Khổng lồ là
các cháu ạ, khổng lồ, nó rất là hết nhiều nguyên liệu. Hôm nay không biết là bà tạo hình cái bánh trung thu không biết là nó có được xinh đẹp không hay là nó lại xấu các cháu nhá. Ờ các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ cái khuôn vào nhá. Hai cháu mang khuôn ở đây cho bà coi. Vâng ạ. Ui, các cháu nhìn chưa? Khuôn bánh của bà to thế. Các cháu ơi, khuôn bánh của bà to bằng cái ao làng luôn. Bây giờ bà lại tản tiếp ra nhá. Đấy, tản tiếp ra. Nó khổng lồ là lớn hết hơi nhiều nguyên liệu các cháu ạ. Hai cháu đâu rồi? Mang Nhân vào đây cho bà. Đấy các cháu ạ, bây giờ là cho Nhân vào tiếp luôn. Wow, các cháu nhìn này. Nhân này, Nhân ạ. Wow, yeah. Đấy. Các cháu ơi, bà xem Nhân trước quá dạ. Bây giờ bà lại đàn nó ra các cháu nhá. À dạ. Các cháu nhìn Nhân này, ngon chưa? Ý. Bà làm nó nhuyễn như chưa được như các bác được. Đấy các cháu ạ, bây giờ bà sẽ lại bỏ lớp Nhân bỏ áo vào nhá. Rồi hai cháu mang Nhân vào đây. Ui, các cháu này. Đấy thì bây giờ bà sẽ bỏ thêm Nhân cái vỏ áo vào nhá. Khoai lang nhàng thôi. Đấy để tạo thành cái bánh thôi. Đấy. Đấy. Các cháu thấy bà sáng tạo chưa, đẳng cấp chưa, phong cách chưa các cháu ơi. Đấy, bà làm rồi, bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức với bà nhá. Thơm lắm các cháu ạ. Mèn mén đâu, đây là bánh trung thu cháu ơi. Đấy. Bà làm xong mà mời tất cả các cháu về đây thưởng thức với bà. Ờ, các cháu ơi, đấy. Bây giờ bà sẽ đậy cái lắp khuôn vào nhá các cháu này. Để tạo thành cái bánh trung thu. Đấy. Hai cháu đâu rồi, mang khuôn đây tiếp. Vâng đây ạ. Uê. Các cháu này. Các cháu nhìn này, thấy chưa? Hoa văn này, nhưng mà không biết là hôm nay là có ra hoa văn không hay là ra cái gì các cháu nhá. Sợ xấu lắm. Thì bây giờ bà sẽ chụp vào này. Cháu Thuận ơi. Thế nào. Ấy dạ. Vừa đấy bà. Vừa im này các cháu ạ. Nhưng mà không biết là hôm nay có thành hoa đẹp không. Thì bây giờ bà sẽ lén xuống nhá. Để tạo cho nó cái bánh nó chắc chắn nhá. Ua. Ua. Các cháu ơi, bây giờ là bỏ ra thôi được rồi đấy cháu Thuận ơi. Vâng. Đi. Wow, các cháu ơi, hoa đẹp không này. Wow, cũng có cánh luôn này, có nhụy luôn này. Đấy các cháu nhìn thấy chưa, phong cách chưa, đẳng cấp chưa. Thì các cháu ơi, bây giờ bà lại bỏ tiếp cái này ra nữa. Cháu ơi, giúp bà cái, xem nào. Wow, đấy. Thì các cháu ơi, bà đã làm xong chiếc bánh trung thu siêu to khổng lồ đấy này các cháu này. Các cháu thấy bà ngầu chưa, wow, phong cách chưa, ngon đấy các cháu ạ. Đây rất là đẹp này, wow. Đấy các cháu nhìn xem là cũng sắc nét hoa này. Đây thì không biết là cánh hoa gì đây hay là... Đấy, 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 các cháu nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, các cháu ạ, bà làm thủ công cho nên là không có máy móc gì, nó chỉ được như thế này thôi, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi, bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Thôi, bây giờ bà gọi các cháu ra thưởng thức thôi. Tùng dinh dinh, bà canh tùng dinh dinh. Người ơi, sao vui chiếc xa sang ngời. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, ánh sao bạc hồ cả sáng nơi lớn. Thôi, bà cô thôi, các cháu ơi. Thì bây giờ bà cắt bánh trung thu và mời tất cả các cháu nha. Bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nha. Bây giờ bà cắt ra, bà mời các cháu nào. À, bà hồi hộp lắm, không biết là nó có vỡ không. Wow, wow, mịn quá bà ơi. Đấy các cháu này, xem nào. Wow, các cháu này. Đấy, đấy cháu Hương mời các bạn nhá. Wow, các bạn ơi, các cháu ơi, các cháu này. À đây cho cháu nhá, bà mời cháu nhá. Wow, đấy các cháu nhìn này. Wow, đấy.
như to khổng lồ luôn. Wow, các cháu này, các cháu thấy chưa? Các cháu ơi, các cháu thấy bà phong cách chưa? Đấy, các cháu ạ, ngon lắm. Miếng bánh của bà Tân cũng rất là to đúng không các bạn? Bây giờ bà lại thái tiếp các cháu nhá. Thái tiếp mấy bà cháu này phải hết chiếc bánh này mới về, xem ạ. Wow, yeah. Đấy, bà cắn lốt rồi. Bây giờ bà lấy bà mời các cháu nhá. Wow, wow, các cháu nhìn này, đấy. Đấy, các cháu ạ, cứ cầm cái lá chuối lôi là. Các cháu nhìn thấy chưa? Đây, bà mời cháu nhá. Này, bà mời cháu. Wow. Cháu nhìn này, đấy. Chân đậu xanh matcha. Wow. Đây, đây bà mời này. Đấy. Đấy. Bà ơi, cháu xin đĩa. Ở đây được cho cháu xin đĩa à? Cháu chưa được. Đây cho cháu đây. Đấy, cháu con cháu nào đủ chưa nhỉ? Cháu. À cháu Vân à? Cháu nữa bà ơi. Wow, đây. Con cháu nào nữa? Cháu có chưa? Đây bà mời cháu. Đấy, ừ, bà mời cháu. Tiếp các cháu ơi, lại thái tiếp các cháu nhá. Xem nào, các cháu nhìn đây. Wow, yeah, các cháu ơi. Các cháu ơi, chiếc bánh trung thu dài đứng mét luôn. Đấy, các cháu thấy chưa? Bây giờ bà lại thái tiếp nhá. Cháu là con cháu nữa cơ. Đây đây đây, để cho em đây con cháu ta đây cơ. Wow, yeah, vất vả. Ngon không? Cháu vẫn có rồi phải không? Vâng ạ. Các cháu nhìn thấy ngon chưa? Đấy. Có xin. Rồi, các cháu đủ chưa nhỉ? Rồi. À, bây giờ đến lần bà nhá, của bà đây. Đấy. Các cháu nhìn này. Các cháu ơi. Đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn bánh trung thu nhân khoai môn đậu xanh matcha với bà nhá. Bà mời các cháu làm. Không phải bà nhá, mà tất cả các bạn nhá. Chúc mừng bà và mọi người nhá. Các cháu ơi, lần đầu tiên trong đời bà ăn miếng trung thu to nhất luôn. Các cháu nhìn này, bà mời các cháu ra. Thế ạ. Wow, ngập bà. Ngập mồm các cháu ạ. À. Wow. Các cháu ơi, khi mà nhai thì là nó đa lăng vị. Ví dụ như về phần khoai lang thì nó lại thơm thơm bả bả. Mà vì phần nhân đậu xanh matcha thì nó lại béo bị đỗ mà lại thơm bị matcha. Ồ tuyệt vời. Mà các cháu ơi, tuyệt đối là nó không ngọt lắm đâu, ăn rất là đã. Đúng rồi, không ngọt các bạn. Các cháu ăn mạnh lên nhá. Các bạn ơi, cái phần vỏ bánh nó ngọt thanh, vị tự nhiên các bạn ạ. Vị của khoai mon, khoai lang. Bên trong thì là matcha, vị matcha và đỗ rất là ngon. Đúng các rồi. Bạn. Các bạn nhá. Mà bố các bạn. Bố ạ. Các cháu ạ, cái món bánh trung thu là bao giờ cũng ngọt, nhưng mà riêng của bà này đẳng cấp lắm, không ngọt đâu. Bà mời các cháu nhá. Ăn miếng nữa là. Wow. Mời các bạn nhá. Lần đầu tiên mình ăn cái bánh này. Mình mời các bạn nhá. Khoai lang tím nhân matcha các bạn nhá. Nhân đậu xanh matcha. Cái gì là nó mềm này. Nó ăn nó bùi bùi, nó lại nó ngọt ngọt vừa vừa các bạn nhá. Hôm nay mình thưởng thức con bánh trung thu khoai môn nhân đậu xanh matcha các bạn nhá. Có con bưng đứa bé ạ. Ừ. Ngon rồi. Mới bưng đứa bé. Bạn nhá. Cháu ăn hết bên nhân matcha rồi đấy. Còn đậu vỏ bánh thôi. Mời các bạn nha, ngon lắm các bạn ạ. Các cháu ơi tuyệt vời. Bà ăn hết gần một miếng rồi. Mỗi miếng lúc đấy phải một cân đấy các cháu nhá. Các cháu ạ, nếu mà là bánh trung thu chỉ ăn một ít thôi, nhưng mà của bà này ăn no được. Đấy. Bà tôi là bà tạo hình nó không được đẹp ấy. Cái gì hả cháu bánh? Cũng phải 50 cân này à. 50 cân. Bà mời các cháu nha.
Các cháu ăn mạnh lên nha. Hôm nay phá cỗ là phải ăn hết cỗ mới về, nhớ chưa? Phá cỗ trung thu rồi phải ăn hết. Yên ngồi như vậy ăn hết các bà. Vâng. Xong rồi bà cho mỗi cháu một miếng về làm quà nhá. Vâng. Các cháu ăn mạnh lên. Rất là bỏ thơm các cháu nhá. Cấm. Các cháu ăn mai lên nha. Các cháu ơi. Đấy. Hôm nay bà làm chiếc bánh trung thu gọi là khoai môn nhân đậu xanh matcha là nó cũng thành công các cháu ạ. Ăn rất là ngon, nó ngọt vừa phải thôi mà rất là tuyệt vời. Chỉ đội là cái hình dáng hoa văn nó không được sắc nét thôi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi nhá. Thì bà chúc các cháu có một bữa trung thu tới này thật là ấm áp và an lành bên gia đình các cháu nhá. Thì bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi. Thì các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.